rồi, vậy rồi, giống như là coi thường đối thủ ra mặt luôn phải không em? Em diễn lại cái thái độ của chị chút xíu. Dạ. Người ta làm rần rần quá, mình cứ điềm đạm đi mà coi bộ ngon. Nhưng mà nãy giờ là em không có điềm đạm nha. Ủa vậy ha? Ừ. Vậy để em kìm lại. Kìm lại đi, coi chừng mình đi vào vết xe đổ của người ta đó. Dạ. Bây giờ xem năm cái kết sắt của chúng ta có cái gì thay đổi nè. Còn 4 cái nói vậy là thay đổi. Và trong 4 đáp án này sẽ có 2 đáp án là đúng để cho các em lựa chọn. Phải đứng vào ít nhất 2 vị trí. Một người chọn đúng thì mình sẽ có cho đội mình là 2 triệu đồng. Chuẩn bị, mời đáp án. Do động đất, vỏ trái đất nứt gãy, dung nham tuôn ra, do lực hấp dẫn. Sao vụ gì mà to nhỏ nhau vậy? Do cái gì? Không, mình bàn thôi. Bàn nhau tức là sao, câu hỏi sẽ liên quan tới gì? Là nó sẽ liên quan tới cái gì mà nó em đang suy nghĩ nó liên quan tới cái gì. Mời các em xem câu hỏi. Nguyên nhân khiến núi lửa lại phun trào, hay quá. Bắt đầu. Đoán đúng câu hỏi cái này luôn thôi. Đi. Mình được vô 2 cái đúng không? 3 cái cũng được nếu như các bạn không chắc chắn lắm. Hai chắc. Tôi nghĩ. Chắc không? Tin tôi đi. Nguyên nhân này bớt người đi. Qua bên kia bớt. Nè nè, đọc kỹ câu hỏi. Nguyên nhân khiến núi lửa phun trào nha. Anh em nghĩ là do động đất á anh. Động đất anh đúng rồi. Chia ra. Động đất bên kia. Chia ra. Bên đây. Nguyên nhân. Ủa em đang đứng ở cái gì vậy? Tới qua đây. 7, 6, 5. Đúng rồi. Chạy không? Muốn chạy không? Bên kia kìa. Sao ba cô gái? Hả? Trời ơi, bây giờ dòm dưới y chang cái cá hộp á. Ba cô gái. Nói anh nghe coi, sao vụ gì? Tranh cãi nhau sao? Nào giành chỗ của em hả? Bạn qua qua bên do động đất. Do động đất. Tại sao em không qua? Tại em nghĩ đây chắc đúng hơn. Tại em đã từ đầu thì là em nghe rồi. Bạn cũng nghĩ vậy. Đúng rồi, sao chị khuyên quá? Là sao? Bảo toàn bên nhóm mình. Nhưng mà nếu như đây là đúng, em nghĩ là đúng thì ba người đứng vô cái nhóm đúng là cũng được chứ. Nhưng mà lỡ sụp là mất luôn ba. Đúng rồi. Đúng không? Thấy chưa? Quyền xong chạy qua. Đi theo bạn này. Trời đất ơi. Bởi vậy ba người cứ nhụm tụm nhau. Còn Quy Khánh, đầu tiên là em kêu tới 2 em gái đứng cùng với em, sau đó như tách ra. Cô kia không tin em hay sao đó, nhưng mà theo em thì ba cô đó chắc đi cùng lúc đó. Còn em với em gái này ở lại. Dạ. Sao em nghĩ vậy? Tại vì em nó liên quan tới núi lửa, còn cái vụ này là vỏ trái đất nứt ra, khi nó nứt ra mà trời, nó cũng đâu có phun nham thạch đâu. Vô đây quá trời. Câu hỏi là gì? Nguyên nhân đó. Còn đây là cái gì? Ủa vậy là em sai luôn hả? Không biết, không có biết. Chúng ta phải phân tích cho kỹ. Chứ nếu như mà chúng ta gấp gáp, hấp tấp quá thì biết đâu chúng ta sẽ chọn sai. Bây giờ anh sẽ công bố đáp án. Do lực hấp dẫn là không ai chọn nha. Xin mời đáp án. Không chính xác. Như vậy là còn tới 2 đáp án đúng. Biết đâu sẽ rơi vào 2 cái vị trí của chúng ta đang đứng thì sao? Tiếp theo, anh sẽ công bố đáp án. Vỏ trái đất nứt gãy nha. Ba cô gái, hoặc là đi luôn cả nhóm, hoặc là Tam ca này sẽ lại tiếp tục với chương trình. Tam ca, ba cô gái, hồi hộp và chờ đợi kết quả. Chính xác. Vui quá. Ba cô gái đã an toàn. Vậy là còn 2 cái sai. Còn là 1 cái đúng và 1 cái sai. Ôi trời ơi. Dung nham tuôn ra. Bên đây là do động đất. Chị mong rằng là trong cái thì em sẽ thua. Dạ. Trời ơi. Đó là một câu an ủi đó hả chị? Đó là một câu vỗ về. Vỗ về. Ừ. Rồi chúng ta xem đáp án nha. Xin mời. Chị kia em có được chứ? Yeah. 10 triệu đồng, xin mời về chỗ. Em không chết đâu nha. Cái chọc chơi thôi chứ ngày xưa tôi học địa lý tôi biết mà. Nói chứ là nham tuôn ra là đúng rồi. Giữ vững tinh thần lắm. Nãy em hù. Em hù hơi nặng. Thành ra là Khánh quéo. Và bây giờ xin mời đội thiếu nữ. 4 đáp án, xin mời. Bánh khoái, bánh nhãn, bánh gối. Có ăn không vậy trời? Bánh ép, các loại bánh
ngon quá còn gì. Mời mọi người quay lại xem đâu là món ăn đặc biệt của tỉnh Thừa Thiên Huế. Bắt đầu. Yeah, đúng là Quế túi rồi. Cái này tôi rành chưa lão. Sai chắc mắc cười lắm. Không còn... phải đâu em ơi. Hai cái bánh này là đúng rồi nè. Bánh phải và bánh nhạn. Bánh nhạn không phải đâu, bánh nhạn ngoài Hà Nội. Nhanh lên, nhanh lên. Bánh khoái và bánh ép. Bánh ép, bánh ép. Không, chị vô bánh khoái. Bánh khoái là cái nữa, bánh ép, bánh ép. Đi đi, cái nữa đi. Cho cho mi quá đã đi. Hai cái rồi, hai cái rồi. Thôi, mi vô hai cái chắc. Qua bánh khoái đi. Thật có lừa gọi tôi. Bánh khoái và bánh ép. Em biết bánh ép không? Em có nghe nói thôi. Nghe nói thôi nói. Vậy rồi mà em vẫn tự tin em chọn đáp án này là do sự gợi ý của đội trưởng hay sao? Dạ đúng rồi, nghe. Chị nghe nói em á hả? Em ơi em đừng vu và chị về tôi chị lắm. Chị là ở Huế thiệt. Mà chị chỉ biết cái bánh khoái này thôi. Tạm biệt em đưa bạn nữa. Rồi. Một em đứng ở một cái vị trí mà hoàn toàn không biết vì sao mình đứng luôn. Để coi coi cái đáp án này có làm cho chị khoái không nha. Công bố đáp án bánh gói. Đây là đáp án đúng hay sai? Đúng đó nha. Hoang mang tột độ. Đúng một cái là hiểu rồi đó ha. Hoang mang cho em quá. Em ơi. Wow, chúc mừng. Cái bánh gối này là ở trong Nam. Nó cũng tựa tựa như cái bánh xếp vậy đó. Bên trong nó có nhân, chứ không phải là bánh của Huế. Tiếp theo công bố bánh phái đi. Công bố bánh phái đi. Khoái, chị Nga khoái, chứ tự tin đi, cái đáp án này lắm. Khoái. Làm liền thôi. Bánh khoái. Đứng vô đi nó đè mình là vừa. Chị đoán lộn đó. Chị biết mà. Chị hay sai trái lắm. Cầu nguyện đi. Nhiều khi cầu đúng mà đi. Nó đứt dây nó cũng rớt. Cầu nguyện cho cuộc đời con được khoái. Chúng ta đúng là món bánh khoái của Huế. Còn lại bánh nhãn và bánh ép. Con bé nó hoàn toàn không biết bánh ép nó ra làm sao. Giờ con bé tự nó khép mình lại dẹp lép như cái miếng dán ép vậy đó. Xin mời hai đáp án. Bánh nhãn á là cái bánh nổi tiếng của Nam Định và Thanh Hóa. Còn bánh ép là của Huế. Chúc mừng cả đội, mời về chỗ. Ở cái câu 2 này thì cả hai đội đều chọn chính xác hết tất cả các đáp án. Không rơi rụng một thành viên nào cả. Mang về cho đội mình 8 triệu đồng. Và bây giờ sẽ là câu số 3 của vòng 1. Mời Thiếu Nam. Xem những chiếc kết sắt của mình có cái gì thay đổi. Thêm một cái bóng đèn đã bị tắt. Còn lại ba cái. Ba đáp án và chỉ có một đáp án đúng. Ở đây cái đáp án mà chúng ta hoang mang quá không biết cái nào đúng. Thì tốt nhất cứ rải người ra đứng cả ba vị trí nha. Mời đáp án. Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ. Mời các em xem câu hỏi. Quốc kỳ nước nào chứa hình ảnh lá cờ 6 nước khác? Bắt đầu. Nếu không chắc thì mọi người hãy chia ra hai màu trắng đậm, màu Thụy Sĩ đi, 200 ngày. Nhưng mà giờ quan trọng anh đứng cái nào? Anh đứng cái Thụy Điển đi. Chia ra, nếu không biết thì chia ra. Nhiều khi mình nói đúng đó. Có một câu đúng mà. Thụy Sĩ chắc không phải không? Sợ phải hỏi. 5 người nhưng các bạn chỉ chọn 2 vị trí, các bạn không đứng vào vị trí của Thụy Sĩ. Khánh, em nghĩ là Thụy Điển sao? Tại vì em biết chắc không phải Thụy Sĩ. Bởi vì Thụy Sĩ cờ nó chỉ có màu trắng với màu đỏ thôi. Thì nó sẽ khó chứa nhiều cái quốc kỳ của cái nước khác. Thụy Điển hình như em nhớ nó có màu xanh và màu vàng. Và trên đó nó có rất là nhiều hình khác nhau. Cái này là do em coi đá banh nhiều phải không? Dạ. Mấy đội tuyển bóng đá. Dạ đúng rồi. Nhưng mà không nhớ chính xác lắm. Rồi dạ. Còn Na Uy thì em cũng không rành nữa. Còn hai em gái đứng ở Na Uy là mình cũng đứng hên xui may rủi thôi ha. Nghĩ là Na Uy, em nghĩ là vậy. À, em thì nghĩ là Na Uy.
Rồi, em là Cảm Tử Quân đó. Chưa chắc biết đâu được nha. Biết đâu mình mới là Cảm Tử Quân đó Khánh. Anh sẽ công bố đáp án. Thụy Sĩ trước nè. Thụy Sĩ cờ nó đơn giản lắm. Đó không phải là đáp án chính xác. Chúng ta đã loại bỏ đi được một cái đáp án sai. Thụy Sĩ thì là cái lá cờ nó một cái nền màu đỏ và ở giữa là có cái chữ thập màu trắng. Còn Thụy Điển và Na Uy nào đây? Hai người ra đi hay ba người sẽ ra đi, trong đó có đội trưởng? Mình phải bình tĩnh đi em. Thụy Điển là cái cờ nền xanh hai sọc vàng. Na Uy có chứa những cái lá cờ như là của Indo, Ba Lan, Phần Lan, Hà Lan, Thái Lan, Pháp. Trời ơi, coi như một cái lá cờ của Na Uy mà chứa cái lá cờ của 6 nước khác. Nó nằm ở những cái góc nhỏ của lá cờ. Còn lá cờ Thụy Điển thì đơn giản hơn. Khánh ơi, tiếc quá em ơi. Ngay cái câu cuối cùng này thì chúng ta đã phải chia tay với đội trưởng Huy Khánh cùng với hai thành viên trong đội. Khánh ơi, cái sắc nó đè bẹp Khánh rồi. Vui quá mấy em. Hai em ra đây, ra đây. Hai em vừa mang về cho đội của mình 10 triệu đồng. Em, nãy em đổi vị trí vào cái giây phút cũng gần cuối cùng. May mắn cho mình đó, đúng không? Còn em nói rằng em biết chắc Na Uy. Không, em không có biết chắc, em nghĩ là vậy thôi. Em nghĩ là vậy thôi. Dạ. Chứ nếu em biết chắc là em đã lôi cho bằng được đội trưởng qua rồi, đúng dạ, không? Đúng rồi. Tiếc quá. Em cũng nghĩ Thụy Điển. Bây giờ mình xem coi nè, những thành viên trong đội mình như thế nào. Kết nối với căn phòng trống nha. Anh ơi, mặt buồn thấy rõ. Đâu buồn đâu, thấy mặt vui lắm. Ở trong phòng có hai mỹ nhân mà nó không buồn đâu, nó vui lắm. Thấy nó đang vui đó. Chị ơi, thật ra là em nghĩ là ở ngoài kia vui hơn trong này đó chị. Nóng dần ngợp lắm chị à. Thì em mới ơi, nãy chị khóc đó, em nói Khánh ơi, chị vui quá em. Em nghĩ chỉ một vòng nữa thôi chị cũng vô đây với em thôi. Chị đừng có mà kêu ngạo như vậy nha chị Thúy Nga. Tiếc quá Khánh. Tại vì em nghĩ cái cờ Thụy Điển nó nhiều cái hoa văn cho nên nó sẽ đúng, nhưng mà không ngờ nó chỉ có là cái nền xanh sọc vàng thôi à. Dạ, còn cờ Thụy Điển, cờ Na Uy sao anh? Thì là có chứa hình ảnh của xa khác, trong đó có Indo nè, Ba Lan nè, Phần Lan nè, Hà Lan nè, rồi Pháp nè, Thái Lan nè, quá trời cái chữ Lan trong đó luôn. Hai cô bé mà ở đội mình đó bạn là biết đó mà hại mình giấu, luôn đó, hại đội trưởng không đó. Không có đâu, em chỉ nghĩ thôi. Tại vì em nó cũng không biết chắc nữa mà. Em không chắc, chắc qua rồi lỡ ba đứa đi chung luôn rồi sao? Thôi giờ vậy, lát mình dùng cái quyền hồi sinh mình cứu một trong ba người quay trở lại nha. Tạm biệt. Mời hai em về chỗ.